Hello, em chào các anh các chị nha. Hôm nay em lại có món thật đơn giản. Đây là món mực khô Vân Đồn tại Quảng Ninh. Đấy. Em uống với lại rượu Ba Kích Thức Hoài đặc sản OCOP Quảng Ninh. Đấy. Bữa cơm của em không có gì ngoài mấy món thật đơn giản, cơm rau. Trước tiên thì cũng mời toàn thể các anh chị em cùng ăn cùng đấy, và em cũng xin giới thiệu luôn, đây là cái rượu Ba Kích đặc sản Quảng Ninh của công ty rượu Thức Hoài đấy. Các anh chị phải lưu ý rằng rượu Ba Kích không phải loại nào cũng giống loại nào nha. Riêng đặc trưng của cái rượu này, nó là rượu Ba Kích nhưng nó là cái chủng loại để hỗ trợ cho tất cả các anh yếu sinh lý. Anh nào mà chưa ra đến chợ mà đã mua hết tiền thì muốn để mà có được giảm được chứng bệnh như thế thì hãy để lại số điện thoại bên dưới. Đấy, em sẽ là Thức Hoài, em sẽ tư vấn cho anh sau 1 tuần anh thấy sẽ có hiệu nghiệm ngay lập tức. Đấy, em cam đoan nếu không đúng như thế em không lấy tiền. Còn những cái rượu Ba Kích bình thường thì em không nói, những loại đấy thì là ở ngoài xã hội rất là nhiều. Rượu Ba Kích giờ thì nói thật sự với lại tất cả các anh em là bán tràn lan trên thị trường, nhưng nó là cái loại chỉ có Ba Kích thôi. Nhưng đây, cái loại này của em nó có nhiều tất cả những cái vị thuốc thêm vào để cho hỗ trợ cho tất cả các anh yếu sinh lý. Đây nó là một bài vị thuốc để hỗ trợ đấy. Nói gì thôi thì hôm nay thì em cũng chỉ giới thiệu qua thế thôi. Đấy, thì có anh nào mà muốn để cho nó giảm cái chứng bệnh đó thì để lại số điện thoại bên dưới, em sẽ hỗ trợ ngay lập tức. Đấy, đảm bảo với các anh 100% là ngay anh trong 1 tuần anh thấy ngay. Rồi, xin chúc các anh một ngày làm việc vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nha.